hơi hơi nhiều. Thôi. Trời ơi. Hồi nãy tay lấy kêu là đừng có để cho ai đụng chạm vô cái áo hết đó. Trời ơi. Anh nghe đầu cởi cổ đó. Đang nghe đầu cởi cổ rồi. Đúng rồi, anh Lâm là cũng nghệ sĩ già rồi. Tại sao gắn mít cho người không nói? Cứu tôi, cứu tôi. Vậy à, trước đây không ai khác đó chỉ là Ngô Thành Dương. Cái gì? Lê là Ngô Thành Dương. Anh bị lộn từ hả? Vậy này cái đồ gì đó, đồ cái áp đó. Nghệ sĩ sẽ trả lời câu hỏi để test độ hiểu nhau. Sau khi biên tập đọc câu hỏi và đếm đến 3, mọi người sẽ chỉ ra người mà mình muốn chọn tương ứng với đặc điểm được đề ra. Rồi, ok. Chỉ cái đuôi mắt. Anh muốn chọn vô mắt. Chỉ phải đuôi mũi tên, đuôi cái cờ. Em ơi, cái này là cờ, như là trả lời đúng. Yes, no question, đồ. Giơ tay lên. Tôi sẽ gặp cuối năm rồi. Thôi vậy nghĩ người nào cấm vô miệng người đó nha. Tất cả người đâu. Xin chào Sống 23, chúng tôi là team của Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Anh ồn quá. Anh bây giờ bị ồn. Anh bị ồn quá. Anh không la là không. Anh không kiểm soát được cảm xúc của anh á. Anh bị tăng động quá. Vui đó. Nó là khùng chứ vui gì. Em sẽ bị hổn gì. Ai là người thường xuyên rủ anh em tụ tập nhất? Anh Trường nha. Chỉ lên trên cho em ghép hình ảnh trên đây nè. Chứ đây mất khùng hết rồi, chặt khùng lắm. Tại vì anh đang ở nhà lầu tầng thứ 72. 72 Lần gặp mặt gần đây nhất là khi nào? À, cái vừa đi quay 2 ngày 1 đêm xong là về ghé quán của ảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Uống xong rồi ghé qua quán cà phê Benny của anh Huy ở địa chỉ là ở Hà Đô, Sentosa, quận 10. Đúng rồi, qua đồ nhẹ nhẹ xương xương. Xong rồi chúng tôi đi massage cổ vai gái. Bởi vì quay 2 ngày 1 đêm xong ai cũng trật cổ hết. Đó là lần gặp mới đây nhất. Ai là người có tửu lượng cao nhất? Tửu lượng luôn rồi. Anh là đôi vui vẻ. Tửu lượng là phải ở trển luôn. 2, 3. Sao mọi người lại nghĩ anh Giang có tửu lượng cao nhất? Không có nghĩ là tôi là tôi khẳng định một cái điều đó. Đúng rồi. Thấy được, người thật việc thật rồi. Anh đi tới tỉnh nào là sẽ có một thằng em sẽ chạy ra trước. Xong rồi hả, tụi em đi chơi với thằng em của anh hay không? Xong rồi hả, chỗ nào cũng hả, này nọ, vô. Nếu mọi người mà để ý kỹ cái tập mà có ở Phúc Thủy Tiên mà anh ơi, tập nào ổng cũng ấy hết á. Không, thì cái tập mà Phúc Thủy Tiên á. Thì Tiên, cái tập đó đó là tối đó anh Giang đúng là buồn vỡ luôn á. Buồn vỡ. Buồn vỡ. Và cái tập ở Đà Lạt nữa thì sáng 7 giờ tụi tôi gọi là hả quay. Thì 3 giờ anh còn chiếm chú chân anh. Sáng thì cái mặt ảnh nó sưng gọi là như trái banh. Bởi vì uống quá nhiều bị tích nước. Anh cười vô vậy kìa anh Giang. Phải. Tưởng tượng cái mặt anh Giang đó. Như trái banh. Nhớ lại đó. Nhớ như trái banh. Thấy thương. Rồi lên sóng thì hả? Tại vì cái mặt như cái bánh. Cái anh ta nghĩ là mình cọc đúng không? Ai là người kể chuyện cười nhạt nhất? Nhạt. Nhạt. Khó lắm. Ai cũng như vậy. Thôi chỉ biên tập đi. Ừ, chỉ biên tập đi. Chính là nó. Ở chứ có Song Luân ở đây thì chỉ tại vì ở đây không có anh em nào mà thích kể chuyện á. Có Lâm có kể chuyện, Lâm không kể mắc cười. Và mấy anh em ở đây là ít kể chuyện lắm. Có Song Luân đó là nó bị vô duyên lắm mà nó khoái kể chuyện cừ. Nhưng mà buổi tối thì lại có duyên nha. Buổi tối có duyên mà buổi sáng vô duyên má hú luôn. Là duyên đêm á, duyên âm á. Duyên âm. Ghê quá. Vô duyên mà sơ hở cái kể sơ mà cái vui đâu cũng rắn cười. Bây giờ cuối năm rồi có chúc cho Song Luân sao không? Chúc em mắc cười hơn nha. Kiếm cái câu chuyện nào vui vẻ phải kể trước ở nhà cho ai đó nghe. Đúng đi rồi. Ê, cả nhà gửi cho Phát nghe đó. Rồi nó kể câu chuyện cú su hào mới sợ. Trời ơi, nó nói hả, bữa đi vô rừng ngày xưa không có cây, không có trái su hào. Xong rồi có cái nhỏ kia nó đi vô rừng, cái nó gặp cái con cọp nhảy ra cọp hù nó. Xong nó nói sao hù kể từ đó có cây su hào. Song Luân đó nó kể câu chuyện đó. Thì giống mấy mẫu chuyện của anh mà. Thì ngày xưa nó kể xong rồi tôi chế biến lại đó. Nhưng mà anh, qua cái miệng anh là thấy có duyên liền. Ừ, đúng thiệt. Trời ơi, bữa nó kể vô duyên lắm Song Luân. Sợ nhắc Song Luân ám ảnh.
ai là người thường dành trả tiền nhất? Anh chưa kịp lên. Anh là người không bao giờ trả tiền á mà anh. Có. Em á, tôi chưa thấy em mà trả tiền. Bữa ăn cơm tấm với miền Tây luôn trả tiền, hát cho tiền, em trả trận nhau. Em trả cái trận con tâm. Con tâm hả? Vậy thì đàn em anh chưa trả tiền. Em trả rồi. Trận nào? Em trả trận Hà Nội. Hà Nội. Anh trả rồi, trả trận cà phê. Thôi cà phê đó, cà phê của nhà. Đó là của nhà chồng. Vậy thì ra anh là cái người mà lén lút ăn chua hả? Từ bấy lâu nay. Anh đọc bề ngoài sang trọng, quý phái, ai về hả? Đi quán cà phê sao anh? Cũng được, đồng ra đồng vô. Có đồng vô. Mọi người hãy cùng nhau gửi lời chúc năm mới đến khán giả của sóng 2023. Chúc đồng lòng á. Đồng lòng hết đi. Hey, mỗi người một câu an khang, thịnh vượng, sức khỏe rồi gì đó rồi chúc mừng năm mới vậy đi ha. Rồi. Anh trước. Năm mới Tết đến. Thôi anh trước đi. Anh trước đi. Ok. Sao kỳ vậy, mấy đứa cứ ai vậy đó. Để xong rồi. Cái bít này anh để làm cái gì? Vậy. Anh bấn loạn rồi thấy không? Năm mới Tết đến. Kỳ Minh Tuấn và 6 anh em của 2 ngày 1 đêm xin kính chúc quý khán giả một năm mới. Em là 7 người rồi. 6 anh em. Kỳ Minh Tuấn là 5 anh em. Thôi được rồi. 5 người. 5 người còn lại. Được rồi. Em lấy tâm lý anh. Năm mới Tết đến, Kỳ Minh Tuấn xin kính chúc. Nói thấy chưa? Năm mới Tết. Năm mới Tết đến, Kỳ Minh Tuấn cùng với 5 anh em còn lại của 2 ngày 1 đêm xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Anh một câu trước rồi đó. Anh nói có hai chữ thôi. An khang thôi. Mất cái tình dự thôi. Thôi. An khang. Thịnh lại đi. Em nói. Nha. Năm mới Tết đến, Kỳ Minh Tuấn cùng với 5 anh em trong 6 ngày 1 đêm. 6 ngày 1 đêm. Em đi là Lâm. Anh bây giờ cơ hội cuối nha. Cuối năm rồi. Nè. Tụi em cắm cờ. Cắm cờ nha. Anh lên đi, anh lên. Lên nha. Năm mới Tết đến, Kỳ Minh Tuấn cùng với 5 anh em trong 2 ngày 1 đêm xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, vui vẻ bình an. Chúc mừng năm mới. Sống 23 đêm giao thừa 2023 trên kênh Vion, vì channel, vì giải trí, vì dramas.